Chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong video của Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, sau thất bại nặng nề trước Đại Việt ở lần xâm lược thứ nhất, quân xâm lược Nguyên Mông vẫn nuôi ý định quay lại một lần nữa nhằm thao túng Đại Việt, con đường thuận tiện để bành trướng thế lực sang các vùng Đông Á. Sau thất bại năm 1258, 27 năm sau, Hoàng đế Nguyên Mông lấy cớ muốn mượn đường qua Đại Việt đánh chiếm Chiêm Thành để xâm lược Việt Nam. Hoàng đế Mông Nguyên Hốt Tất Liệt ra lệnh xâm lăng nước Đại Việt. Cuộc chiến này kéo dài từ cuối tháng 12 năm Giáp Thân đến cuối tháng 4 năm Ất Dậu. Với lần trở lại này, chắc chắn quân đội hung hãn nhất thế giới đã chuẩn bị và gia tăng sức mạnh. Liệu Đại Việt có thể chống đỡ hay sẽ bị quân đội Mông Cổ thao túng? Câu trả lời sẽ có trong những thông tin ngay sau đây trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Bối cảnh lịch sử. Năm 1258, quân Mông Cổ từng thất bại ở Đại Việt trong việc tìm cách mở một hướng từ phía Nam để đánh vào lãnh thổ Nam Tống. Năm 1279, Nam Tống hoàn toàn bị Đại Nguyên thôn tính. Tháng 8 năm này, Hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt ra lệnh đóng thiền chuyến, chuẩn bị đánh Đại Việt và Nhật Bản. Đụng độ đầu tiên. Năm 1281, Vương Nguyên đòi vua Trần vào chầu. Vua Trần từ chối và cử chú mình là Trần Di Ái sang thế. Vương Nguyên nhân cơ hội này phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, gửi thư cho vua Trần thông báo việc lập Di Ái thay vua. Lúc này vua Trần là Trần Nhân Tông và Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Trong 3 lần đánh Nguyên Mông thì một lần do vua Trần Thái Tông Trần Cảnh và 2 lần do vua Trần Nhân Tông. Ngày 27 tháng 11, 1281, nhà Nguyên thành lập An Nam Tuyên Úy Ti và cử Biên Tamu làm An Nam Tuyên Úy Sứ Đô Nguyên Soái, Sai Thung và Griga làm phó. Khoảng đầu tháng 1, 1282, Sai Thung được lệnh đem hơn 1.000 quân người Hán trong quân đội Nguyên hộ tống Trần Di Ái về Đại Việt làm vua. Tuy nhiên, vua Trần Nhân Tông đã cho người đón đánh Trần Di Ái, nên ông sợ trốn về nước Nguyên, chỉ còn Sai Thung ở lại. Sau những sự kiện này thì quan hệ ngoại giao vốn mặn mặt không bằng lòng giữa hai nước suốt từ 1258 đã trở nên căng thẳng với ít nhân nhượng. Nhà Trần quyết từ chối những yêu cầu của nhà Nguyên, như việc vào năm 1283, nhà Nguyên yêu cầu nhà Trần giúp binh lương cho việc chinh phạt Chiêm Thành. Không những vậy, Đại Việt còn gửi quân sang chi viện cho Chiêm Thành. Còn Sài Thung thực hiện một thái độ cư xử hống hách ngay giữa triều đình nhà Trần. Chuẩn bị và lực lượng Nguyên Mông. Ngày 21 tháng 7, 1284, Hốt Tất Liệt phong con trai thứ 9 của mình là Thorgal Thoát Hoàng làm Trấn Nam Vương, Ariyagwai. Viên tướng xuất sắc người Ugu của nhà Nguyên được chọn làm phó cho Thoát Hoang, được phong là An Nam Hành Trung Thư, Tính Tả Thừa Tướng. Các tướng lĩnh đáng chú ý khác của quân đội Nguyên là Lý Hằng, viên tướng xuất sắc người Tây Hạ của nhà Nguyên, Khon Khắc, Khoan Triệt, người Jubek, Bokhada, Bột La Hợp Đáp Nhĩ, Satathai, Sắc Tháp Nhi Đài, Mandai, Mãn Cổ Đái, Na Quai, Nạp Hải, và các tướng người Hán là Lý Băng Hiến, Tôn Hữu, Tôn Đức Lâm, Lưu Thế Anh, Lưu Khuê, Nghê Nhuận. Đặc biệt, nhà Nguyên sai sứ Thanh Gui Tai đến Chiêm Thành để truyền lệnh của vua Nguyên điều đạo quân Nguyên chinh phạt Chiêm Thành sang chiến trường Đại Việt. Đạo quân lúc này xuất phát từ Quảng Đông đi Chiêm Thành, gồm 20 vạn quân do Toa Đô chỉ huy. Không rõ sau mấy năm chiến đấu với Chiêm Thành trong điều kiện đói khát, quân số của đạo quân này khi đi vào Đại Việt còn được bao nhiêu. Về phía quân đội nhà Trần. Về phía Đại Việt, các vương tôn nhà Trần được lệnh tuyển thêm quân vào những lực lượng của riêng mình. Quân đội liên tục được tập trận. Cuối tháng 11, đầu tháng 12, 1282, sau khi nhận được tin báo về tình hình ý đồ của nhà Nguyên, vua Trần triệu tập một hội nghị quân sự tại Bình Thang để bàn kế đánh phòng và chia quân giữ nơi hiểm yếu. Tất cả tướng lĩnh phạm tội như Trần Khánh Dư đều được tha tội để đến hội nghị bàn việc. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, việc Trần Quốc Toản vì nhỏ tuổi không được dự hội nghị Bình Thang nên đã tức giận bóp nát quả cam. Trần Quốc Tuấn viết hịch tướng sĩ nâng cao tinh thần của chiến sĩ. Nhiều chiến sĩ Đại Việt đã xâm hai chữ sát thác. Sát có nghĩa là giết, còn thác có nghĩa là người Mông Cổ, vào tay để thể hiện quyết tâm chiến đấu của mình. Tháng Chạp năm Giáp Thân, tức tháng 1, đầu tháng 2, 1285, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông mời những bậc cao tuổi có uy tín về nước dự điện Diên Hồng ở kinh đô Thăng Long trình bày chủ trương của triều đình. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng trong hội nghị Diên Hồng, khi được vua hỏi nên đánh hay không, các phụ lão vạn người cùng nói một chữ đánh. Còn Nguyên Sử thì chép việc quân Nguyên sau này khi vào Đại Việt đi qua địa phương thấy thông báo của triều đình Đại Việt cho dân chúng, tất cả quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh,
nếu sức địch không nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Trần Quốc Tuấn được phong làm quốc công Tiết Chế, thống lĩnh tất cả lực lượng vũ trang của Đại Việt. Trần Quang Khải được phong thượng tướng Thái Sư, quân đội Đại Việt điều động rất đông nên phòng ngự ở biên giới, nhất là khu vực Lạng Sơn ngày nay. Bản doanh của Trần Quốc Tuấn đóng ở ải Nội Bàn, khoảnh thị trấn chủ và xã Bình Nội của Bắc Giang ngày nay. Trong binh thư yếu lược, Trần Quốc Tuấn có viết: người giỏi thắng không cần thắng nhiều trận, mà cần toàn thắng, đảm bảo thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc làm cách nào để chiến thắng cuối cùng mới là điều quan trọng, còn thắng bại trong những trận đánh chỉ là phụ. Cuộc chiến chống Nguyên Mông dưới sự lãnh đạo của ông được tiến hành theo nguyên tắc trên. Với sức mạnh áp đảo, quân Nguyên đánh nhanh, thắng nhanh. Trần Quốc Tuấn hiểu rằng đối đầu trực diện là trúng ý đồ của đối phương. Trong khi những đội quân muốn đánh nhanh, thắng nhanh thì thường có nhược điểm, đó là công tác hậu cần không đảm bảo lâu dài. Do vậy, Trần Quốc Tuấn đã chọn chiến lược chuyển từ trực tiếp đối đầu với quân Nguyên sang lui binh, thực hiện vườn không nhà trống, triệt nguồn cung ứng lương thảo của quân Nguyên. Cứ thế, quân Trần đụng độ với địch trong nhiều tháng, chờ địch suy yếu do thiếu lương và suy sụp ý chí, lúc đó mới tập trung phản công để giành thắng lợi quyết định. Diễn biến cuộc kháng chiến trường kỳ chống quân Nguyên Mông lần thứ hai của Đại Việt trải qua rất nhiều trận khác nhau. Quân Nguyên chia làm 3 đạo quân tiến đánh Đại Việt. Đạo chủ lực do Thoát Hoan và Ariquara chỉ huy từ Ninh Minh tiến vào Lộc Châu, nay là Lộc Bình, Lạng Sơn. Ngày 27 tháng 1 năm 1285 dương lịch, đạo quân này chia làm 2 mũi tiến quân, một do Boquada chỉ huy theo đường Khâu Ôn, nay là Ôn Châu, Lạng Sơn, một do Satatai và Lý Băng Hiến chỉ huy đi theo đường núi Cấp Lĩnh, tức là Lộc Bình đi Sơn Động ngày nay. Đại quân của Thoát Hoan đi được mũi thứ hai của Sata và Lý Băng Hiến. Chống lại đạo quân thứ nhất này của quân Nguyên là lực lượng chủ lực của quân nhà Trần do đích thân Trần Quốc Tấn chỉ huy. Quân dân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Trần Quốc Tuấn đã anh dũng chống lại quân xâm lược hùng mạnh và đông hơn rất nhiều lần. Hãy dõi theo những diễn biến được Việt Sử Toàn Thư đề cập chi tiết ở phần sau của video. Trước đó, đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư, chia sẻ các video bạn yêu thích. Đạo thứ hai chỉ gồm hơn 1.000 quân Mông Cổ và Vân Nam do Nasiruddin từ Vân Nam vào Đại Việt qua vùng Tuyên Quang tiếp theo sông Chảy. Vị chỉ huy quân Trần ở vùng này là Trần Nhật Duật. Đạo thứ ba là đạo quân chiến đấu ở Chiêm Thành do Toa Đô chỉ huy tiến vào Đại Việt muộn hơn hai cánh trên vào khoảng tháng 3 dương lịch từ phía Nam. Tháng 12 1284, vua Nguyên sai Thái tử Thoát Hoang đem 500.000 quân sang xâm lược nước ta, có thêm 100.000 quân của Toa Đô chỉ huy từ Chiêm Thành đánh ra Nghệ An, kẹp ta vào thế bị đánh cả hai đầu. Việc giúp cho Thoát Hoang có tả tướng Lý Hằng, hữu tướng Lý Quán làm tham tán Nhung Vụ và bọn đại tướng Toa Đô, Ô Mã Nhi, Đường Ngục Đài, Phàn Tiếp. Khi quân Nguyên vào xâm lược nước ta, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông đã sắc phong cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công Tiết Chế, chỉ huy toàn bộ quân Đại Việt kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Các vua Trần tổ chức hội nghị quân sự Bình Thang tháng 8 1284, Hưng Đạo Đại Vương tổ chức tập trận ở Đông Bộ Đầu, người đã công bố hịch tướng sĩ để khích lệ lòng yêu nước của toàn quân toàn dân. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai có thể được chia làm những giai đoạn chính như sau. Giai đoạn trực tiếp chặn giặc ở biên giới phía Bắc. Quân ta tại các quan ải dùng biên giới chiến với giặc. Tuy nhiên, thấy giặc đang rất mạnh, chúng lần lượt chiếm được những cửa ải địa đầu như Khâu Ôn, Khâu Cấp, Khả Lý, Nội Bàn, Chi Lăng. Các vua Trần tổ chức hội nghị trong các bô lão ở điện Diên Hồng để hỏi là nên đánh hay nên hàng. Cả nước đồng lòng đánh. Quân và dân ta khắc vào tay hai chữ sát thác, giết giặc Nguyên, với quyết tâm toàn dân chống giặc. Dưới sự chỉ huy chiến lược tuyệt vời của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ta tổ chức đánh cầm cự, bỏ kinh đô Thăng Long để bảo toàn lực lượng, dùng chiến tranh du kích, vườn không nhà trống để tiêu hao sinh lực địch, đợi cho quân địch khốn khổ vì thiếu lương thực mới tổ chức phản công từ mọi phía. Với chiến thắng lẫy lừng ở Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp, chỉ trong vòng nửa năm, quân Nguyên bị đánh tơi bời phải rút chạy. Toa Đô Lý Hằng, Lý Quán bị chém đầu tại trận, còn Thoát Hoang phải chui vào ống đồng cho người khiêng chạy về nước mới thoát chết. Giai đoạn trực tiếp chặn giặc ở Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương tập trung binh bộ thủy lực cố thủ ở Vạn Kiếp để cản giặc. Ngày 6 tháng Giêng Ất Dậu, tức 11 tháng 2 1285, quân Nguyên tiếp tục tấn công Vạn Kiếp. Nhận thấy chưa thể chặn đứng được thế tiến công của giặc, Hưng Đạo Vương rút về, lập phòng tuyến ở bờ bắc sông Hồng. Giai đoạn rút lui chiến lược về phủ Thiên Trường Nam Định và trực tiếp chặn giặc ở biên giới phía Nam Thanh Hóa Nghệ An. Phòng tuyến ở bờ bắc sông Hồng có tác dụng chính là cản giặc,
cho cuộc rút lui chiến lược của triều đình và quân dân khỏi kinh đô Thăng Long. Triều đình và quân chủ lực rút về Thiên Trường, giặc chiếm được Thăng Long. Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng đã hy sinh trong một trận đánh ngăn cản sự truy đuổi của giặc ở bãi Mạn Trù, Hải Hưng. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cũng rút từ Yên Bái, đi xuyên qua vùng dân tộc thiểu số về hội quân với quân chủ lực. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đem quân vào Nghệ An, phối hợp với đào quân đóng sẵn ở phía nam, tiếp tục chặn đánh cánh quân do Toa Đô chỉ huy từ Chiêm Thành kéo ra. Giai đoạn rút quân chiến lược về phía đông bờ giáp biển Hải Phòng, Quảng Ninh. Mùng 3 tháng 2 âm lịch, tức 10 tháng 3 1285, quân ta từ Thiên Trường ngược sông Hồng giao chiến với quân Thoát Hoàng ở Hà Nam. Thế giặc mạnh, quân ta không tiến lên được. Đồng thời từ cuối tháng Giêng âm lịch, quân ta giao chiến với cánh quân của Toa Đô. Chân Hiến Hầu Trần Kiện phản bội, đem một vạn quân hàng Toa Đô dẫn đường cho chúng tấn công nước ta. Toa Đô chiếm được Thanh Nghệ. Trần Quang Khải tụ quân với Trần Quốc Tuấn rút về lộ phía đông là nơi giặc chưa vươn tới, dự định tiếp tục theo đường biển vào Thanh Hóa, vào những vùng mà cánh quân của Toa Đô đã đi qua, tránh thế bị kẹp giữa hai gọng kìm của Toa Đô và Thác Hoàng. Giai đoạn rút lui chiến lược từ các lộ phía đông theo biển Thanh Hóa, chủ lực của Toa Đô đóng ở Trường Yên, Ninh Bình để kiếm lương. Thác Hoàng chia quân làm nhiều nhánh tấn công vào Quảng Ninh nhằm bắt vua Trần và diệt chủ lực của ta. Đại quân của ta theo đường biển rút vào Thanh Hóa đúng như chiến lược đã vạch ra. Giai đoạn phản công, các đôi hai cánh Toa Đô Thoát Hoàng và giải phóng Thăng Long. Toa Đô được lệnh một lần nữa đánh Thanh Hóa từ bắc vào, nhưng lúc này thế giặc bắt đầu suy, không còn các khí thế của lúc ban đầu nữa. Tháng 4 Ất Dậu, từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 1285, Hưng Đạo Vương, Chiêu Minh Vương và Chiêu Văn Vương cùng những tướng lĩnh theo đường biển vượt qua các vùng bị Toa Đô chiếm đóng để tấn công vào hệ thống cứ điểm của giặc ở sông Hồng, các đội hai quân chủ lực của giặc. Sau một loạt chiến thắng ở Hàm Tử, Tây Kết, quân ta tiến vào giải phóng Thăng Long. Thoát Hoang chạy sang đóng quân ở bờ bắc sông Hồng. Đầu tháng 5 âm lịch, hai vua Trần đem quân từ Thanh Hóa phá vỡ toán quân của địch đóng ở Trường Yên, Ninh Bình. Đây là toán quân mà Toa Đô giữ lại Trường Yên khi y đem quân vào Thanh Hóa tấn công nước ta. Giai đoạn truy kích quét sạch quân địch khỏi bờ cõi. Các cánh quân của giặc bị chia cắt không còn liên lạc được với nhau. Ngày 6 tháng 5 Ất Dậu, tức 10 tháng 6 1285, quân ta bắt đầu tấn công cánh quân của Thoát Hoàng bên bờ bắc sông Hồng. Chủ lực của địch bỏ chạy về phương bắc, liên tiếp bị chặn đánh. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã hy sinh khi tham gia chặn đánh giặc ở bờ sông Dương Nguyệt. Thoát Hoàng chui vào ống đồng, Lý Hằng bị trút tên, bỏ độc. Cánh quân của Toa Đô Ô Mã Nhi kéo từ Thanh Hóa ra thì bị chặn ở Tây Kết, Hưng Yên. Toa Đô bị mất đầu, Ô Mã Nhi đi thuyền nhẹ trốn ra biển. Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu, tức ngày 9 tháng 7 1285, hai vua Trần cùng quân dân trở về Thạc Long. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống Nguyên Mông kết thúc thắng lợi. Việc chia thành các giai đoạn như trên chủ yếu dựa vào sự tiến lui phản công của quân chủ lực nhà Trần, cũng như phải lưu ý rằng quân Nguyên chưa có lúc nào bình định được những vùng đất mà chúng chiếm đóng. Quân dân Đại Việt cùng với những đạo quân chính quy đã tác chiến độc lập, không tụ cùng với đại quân, luôn quấy rối, kiềm chân địch ở những nơi chúng tạm chiếm. Những đạo quân này cùng với những cánh dân địa phương cũng góp phần quan trọng vào giai đoạn chủ lực tấn công chia cắt và quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Kết quả và ý nghĩa. Như vậy, cuộc kháng chiến của quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của hai vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đã toàn thắng, thể hiện hào khí Đông A của Đại Việt thời bấy giờ. Nhà Trần lần thứ hai đuổi được quân Nguyên Mông, lần này với quy mô lớn hơn và hoàn cảnh khó khăn hơn. Nhà Tống phương Bắc đã mất, không còn lá chắn. Đại Việt trực tiếp đối đầu với nhà Nguyên trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, diệt được Nam Tống, sức mạnh của nhà Nguyên cũng tăng lên so với trước. Theo sử cổ Việt Nam, quân Nguyên chết rất nhiều, thây nằm ngổn ngang, máu chảy thành suối. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng Lý Quán thua tàn quân chỉ còn lại 5 vạn người so với 50 vạn lúc mới bắt đầu sang Đại Việt. Trần Xuân Sinh trong Thuyết Trần đặt nghi vấn về vấn đề này. Bằng chứng là ngay khi quân Nguyên thua chạy, chỉ 2 tháng sau, Hốt Tất Liệt đã có ý định sang phục thù. Như vậy lực lượng của Nguyên còn sống trở về khá đông đảo để có thể tiếp tục cuộc chinh phạt mới. Sau đó Hốt Tất Liệt đã hoãn việc dùng binh ngay vì thiếu lương, chứ không phải thiếu quân. Lực lượng mà Vương Nguyên huy động thêm cho lần đánh Đại Việt thứ ba cũng chỉ gần 10 vạn người. Thưa quý vị, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ hai giành thắng lợi của nhân dân ta đã mang đến ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Mông Nguyên vốn là cường quốc hùng mạnh về cả lực lượng lẫn sức mạnh. Cho dù quân Nguyên Mông hùng mạnh và có nhiều vương hầu của nhà Trần mang tư tưởng cầu an,
thì quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Trần Hưng Đạo, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua con Trần Nhân Tông đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc kháng chiến này, thể hiện hào khí Đông A nước Đại Việt thời đó. Đúng như bài thơ thuật hoài của Phạm Ngũ Lão đã viết: Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu, tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu, nam nhi vị liễu công danh trái, tu thính nhân gian thuyết vũ hầu. Đến đây thì Việt Sử Toán Thư xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.